Trên gương mặt thì chúng ta được biết rằng là nó có một cái đường gọi là đường khí để mà tiếp quản trên, là từ phúc cung rồi đến quan lập cung rồi đến mệnh cung rồi sơn căn rồi chuẩn đầu rồi sướng hiệu rồi địa cát, đúng không ạ? Cái đường trên gương mặt tổng thể như này nó gọi chung là cái đường khí. Thì phúc cung ở bên trên có chi phối được xuống bên dưới hay không thì nó do là cái sống mũi có được thẳng hay không. Thì thông thường anh chị hay thấy là ở cái phần sống mũi của một số người ấy, là chỗ này nó bị gãy xuống hoặc là hay có một cái vệt cắt ngang chạy qua như này, người ta gọi là cái sơn căn, là sơn căn bị cắt. Thì khi sơn căn nó bị cắt như thế thì làm cho khí từ phúc cung và từ mệnh cung không chi phối xuống tài lộc cung được, và không chi phối xuống thê cung được. Cho nên thành ra là những người như vậy thì tài lộc thường hay không có tụ, hoặc là cái tài lộc là nó không có xuống được, tức là người ta suy nghĩ công việc rất nhiều, cơ hội rất nhiều, nhưng mà suy nghĩ rất nhiều, làm cũng vất vả, nhưng mà người ta không có được, không nhận được cái thành quả xứng đáng như đúng như cái mong muốn của người ta. Và cái chuyện đó khi mà có các lệnh văn chạy ngang cái chỗ cái sơn căn như thế này thì cũng làm cho là cái đời sống vợ chồng, chuyện tình cảm nó không tốt. Cho nên chị hạn chế nhăn mặt, hoặc là chúng ta nếu như có sơn căn bị vuốt thì chúng ta thường xuyên buổi sáng chúng ta vuốt, hoặc chúng ta lấy tay chúng ta xoa để cho cái chỗ này nó mờ đi, vì cái này là nếp nhăn chứ nó không phải là sẹo. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái lực bằng tay chúng ta vuốt để làm cho nó phẳng ra, thì sẽ làm cho cái tài lộc cuối cùng của chị nó sẽ tốt hơn.